Hiệu ứng bẻ cong phối ảnh là gì? Cùng theo dõi nhé! Trong hình là một chiếc thuyền thật đẹp giữa đại dương bao la mênh mông sâu thẳm. Nhấn Ctrl J để nhân đôi nó lên. Vào Edit, Transform, Flip Horizontal để lật nó qua bên kia. Tiếp theo, Edit, Transform, Rotate 90 degrees counterclockwise để dựng nó dọc lên. Bây giờ, mình giảm opacity xuống khoảng 50%. Dùng Move Tool để di chuyển lớp này qua bên trái và giấu đi chiếc thuyền. Theo chúng ta sẽ cắt chéo tấm ảnh để tạo ra hiệu ứng nhìn như chiếc thuyền đang chuẩn bị xuống thác nước. Các bạn có thể gọi đây là thác biển cũng được. Dùng Polygonal Lasso Tool để áp dụng trong trường hợp này. Nhấn chuột để tạo ra điểm bắt đầu. Di chuyển đến góc trái trên và nhấn chuột tiếp một lần nữa. Nhấn giữ Shift và di chuyển chéo để tạo ra đường thẳng. Nhấn Enter để hoàn tất vùng chọn. Nhấn vào biểu tượng hình chữ nhật nhỏ để thêm layer mask của vùng chọn cho lớp 1 và chỉnh opacity về lại 100%. Filter, Blur, Gaussian Blur, 1 pixel, làm mờ vùng chọn đi. Tạo một lớp curve để kéo phần mid-tone xuống, cho ảnh tối dần. Chọn nút vuông để clipping mask vào lớp 1. Nhấn Ctrl-I để đảo ngược layer mask trắng thành đen. Sau đó dùng brush điều chỉnh opacity về khoảng 30%, đổi màu trắng lên trên với nút đảo chiều hoặc nút X trên bàn phím, tô nhẹ vào vùng muốn làm tối. Vậy là xong rồi đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bên mình cũng có kênh YouTube với rất là nhiều thủ thuật hay về Photoshop. Nếu thích, bạn hãy ghé xem nhé. Đường link nằm ở trong hồ sơ của tụi mình. Bye bye!